Xin chào quý anh em, mình là Trần Bình, chuyên review tàu cá lưới quay đêm. Chào quý anh em mình xem, bữa nay mình quay cảnh hạ thủy của tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên. Mẫu tàu cá này đóng tại Khánh Hòa. Anh em từng xem clip trước của con tàu cá này thì anh em sẽ nhớ ra là cái tiếng gầm rú của cái động cơ 6KY95625. Mẫu tàu cá đóng tại Khánh Hòa, nhìn rất là đẹp ha. Tàu cá này dài tầm 21m, rộng tầm 6m rưỡi đồ lại. Ở Phú Yên thì anh em nó hơi khác so với anh em ngồi Bình Định tí xíu. Ở Phú Yên thì anh em làm nghề lưới quay đêm nhưng anh em sử dụng nhiều mẫu tàu. Mẫu tàu Khánh Hòa cũng có, mẫu tàu ở Phú Yên cũng có và mẫu tàu ở Bình Định cũng có. Anh em kết mẫu nào chơi mẫu đó. Còn anh em ở ngồi dùng Bình Định thì anh em xài rặt cái mẫu của Bình Định luôn. Anh em theo dõi đến cuối video để xem cảnh hạ thủy và nghe tiếng gầm rú của động cơ 6KY. Tàu cá của ngư dân Phú Lạc, số niềm rô 95625. Chúc cho anh năm 2021 làm ăn gặp nhiều thắng lợi, thành công. Mình quay clip cho anh em xem là lúc nào mình cũng chúc cho anh em gặp nhiều may mắn. Để lần sau gặp lại vui vẻ. Mình quay chi tiết cảnh hạ thủy của tàu cá 95625 cho quý anh em mình xem. Bây giờ là mình quay những con tàu hầu như là cuối cùng của cái đoàn tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên. Một số tàu cá thì mình quay được, một số tàu cá thì mình không có thời gian quay. Thì chuẩn bị năm 2021 bước sang một mùa vụ mới thì mình sẽ quay những video về toàn cảnh đánh bắt của mấy anh em khai thác ở vùng khơi xa, quay chi tiết cận cảnh của quá trình ghe hạ thủy cho anh em xem nha. Mẫu tàu cá đóng cabin cổ mà đóng kiểu dành nhìn đẹp quá. Đây mình đi ra sau lái để quay cái đoạn phả lái của tàu cá và quay cái quá trình chuẩn bị hạ thủy cho anh em xem. Còn cách có mấy chục mét nữa là xuống tới chấn nước rồi. Chúc cho quý anh em mình toàn thể đoàn tàu cá của lưới quay đêm Phú Yên xuống nước hạ thủy năm 2021 làm ăn gặp nhiều thắng lợi, thành công. Bởi vì anh em biết là cái kinh tế của Phú Yên, mà đặc biệt kinh tế của Phú Lạc, thì bà con làm biển là chính đó. Cho nên là khi mà cái nghề lưới quay nó phát triển đó, là nó sẽ kéo theo những cái ngành nghề khác nó đều phát triển theo. Ngành nghề nước đá nè, ngành nghề vận tải nè, các cái dịch vụ gì ăn uống ở trên bờ nó cũng kéo theo sự phát triển hết đó. Thậm chí các cái cửa hàng xe máy cũng bị ảnh hưởng luôn. Kinh tế chính chủ lực của Phú Yên là làm biển, cho nên là mình quay bất cứ một clip nào mình cũng chúc cho anh em mình làm ăn hoàn toàn thắng lợi. Chuẩn bị chạy nè, giờ em lên đây quay xong chạy nè. Chuẩn bị nghe tiếng gầm rú của động cơ 6KY của dòng Giang Mai. Rất đẹp ha.
Tàu Đăng Hà Thủy tại ụ kéo tàu Hồng Thi, một trong những xưởng đóng tàu lớn nhất của tỉnh Phú Yên nha anh em. Xuống im và nhẹ nhàng. Chưa? 10 triệu. 10 triệu à? Dạ. Khá tháng hơn. À. Tàu cá đang dần tiếp nước rồi anh em ơi. Chuẩn bị nghe tiếng gầm rú của động cơ nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Quá đẹp. Đây, động cơ 6 KI quang lên. Tiếng gầm rú của động cơ nghe đẻ quá. Quá sướng tai luôn. Cành quay chiếc tàu cá này thích nhất là cái tiếng động cơ của nó. Hét dở sợ hơn.